đời sắp đây cơ rộp đọc phụng phụ bằng phốt khiêm bàn xông cơ rộp xâm đạch là hôm sau khai ổ bàn nha dô rôn trầy rôn trầy cơ xông hạp tây chi tì cơ rộp đọc phụng phụ xông cơ rộp ai đom xôi xài rôn trầy cơ xông rai tham bà bôl nâng bà thiên trông ca nghe riêng rô tha bì bà chông mù than khai bô sát chi tì cơ rộp xông cơ rộp ách đồng lúc tiêu cơ nạ thập đây chỉ tì cơ rộp xông cơ rộp ách đồng lúc tiêu lúc sợi hiếu kê thị vua xa mạch chắc ca ông với thi tăng mưu chỉ tì mệt trầy thằng anh đi nhông miên kê thị vua nâng mô tà nạp hiếp giang trầy lệ đại ban tà tu nâng vô tà miên đô khổng pua rồi bỏ xâm đạch là hôm sau khênh ổ bạc nha vô rôn trầy rất là trái cái xung hợp tầy để bạn nó chơi chia thấp ở đây không có thi bằng các tên tăng mục đồng này chung nhóm bạc chỉ áp bí bà nơi cái nạ áp bí bà khai bố sát nông sông cổ rốt lại nó côn giang chơi trâu trong bố vật tầm miền ách đòm lúc trong tiêu lúc sợi mình trái cả con ngom lăng bà vật tăng ô để bạn nó chơi cho rùm nhàng áo vị thi ni bà tờ đòi phiếp bọc đầu nâng miên át tần đây chỉ được trở mình ai bằng phật bản sầm đại là hồng sau khen chỉ ti cơ rục độc phong pu ông với thi tăng mu chỉ ti mệt trầy nhom bậc ca nát nhom bát sôm tráp phai mang cùm nâng óc côn óc bạc côn độc phong pu mầm phật chấm pu bari hấp tây bạc bạc tiền rập bọc bậc ca na bạc mạc sát nay bây giờ nhà chắc Campuchia sống có rốt lại nó côn nâng cát đông côn giang chư trâu chung bùa và mốc đi cho tham biệt bao Campuchia đại miên sống đại chắc kẹo mà hà xe nạp ở đây đi chú hôn xa anh chìa mẹ có tê đất nôm bà cóp đòi cả tệ bật đất sống sống đại anh ca ô côn chung bùa sống đại là hôm sau thầy ô bạc này dù rốt văn trầy có xung hạp tầy nâng thạc đất nôm có xung hạp tây cổ rụp nộp thạc đại miên tâm nốc chất nâng đó là các đo rụp nhóm bạn đòi bà cổ tuôn nha ti chi áp hiệp bàl nây cân áp hiệp bàl khai bồ sát đảm bây đất nôm rõ tạp bàl khai xong đá rụm trong này áp hiệp bọt xét cách xong cung một cách ở căn tài miên ca rì chấm ra bằng thay tiền khả nông tuôn nha ti phía đất cách chi áp hiệp bàl nây cân áp hiệp bàl khai bồ sát nhóm bạn nâng khất khom sắc xa xoay dồn nâng riêng sốt bằng thêm tiết bị bọt về sao ca nghỉ nâng không cát đắc nôm rõ tập bà thân nạc làm chiệt bị xâm nạc thân nôm cơ xuống hạp tây nâng thân đắc nôm bằng trái ca nê rõ tập bà khai cực chọn thân nạc tự tâm này nhóm trời khách khâm bằng ca ơn nơi cùng đất chân này và đất thamay thamay đảm bây sao tốp tâm rơi ca nê ca phía bọt nâng thua ở căn miên châm đưa tục chất bị xâm nạc riêng rõ tha bị bà Campuchia cơ xuống hạp tây cơ rộng trạc xa cơ nạ áp dị bạc khai nâng bà chi chôn nâu khăn ông thay bố sát tiền mùl khăn ông niêm áp dị bạc nây cơ nạ áp dị bạc khai bố sát để tươi trở bàn tay tăng thơ mây nhóm sông thơ ca bắt đạch nha chất giang mút mồm cho bố múc ông với thi tăng mù đôi to tờ mùi sông bắt đạch nha cơ rút bà nạp bạc ở bàn mừng mặt nơi rốt thông mà nôn chấp bạp lý khất bọt cơ than vì xe chấp bạp sẽ đầy bị ca cổ rộng rốt bà rê tình đi khai trông sọc khăn khung sẵn cắt xong đáy thường liên quân tập hiệp rất sắc tập hiệp nông ca phá đo xe bà rốt bà xe bà xa thiên nạ nâng cách áp hiệp bọt mù than ở miền ca rì châm rào bì xong bà đánh nhà cổ rộp nâng át hiệp bọt ở bàn giang mừng mặt bằng phốt rộm tiền thuê cả nạn này phép chấm bố rịch rõ tham viên bào Campuchia nâng bà chìa bố rốt nâng bây xâm rạch ở bàn chục chây nâng cổ rốt cam bê thi này dô bài nâng dô ta xa chạy tốc cao nằm nạc ca thị buôn xâm đá lực của bố áp bí bà kênh lò rùm trong này nóng ca cắt bằng thôi phép trái cỏ chun bà chìa bố rốt bây xông bà đánh nha chỗ rùm ở bàn giang sạc cầm ca nó bọt cô dô bài phong khung sẵn cắt miễn sắp vật tập hiếp nâng sắp đập thân hợp lô nơi khăn ông rõ tập bà khai buồn
Sông bà đạch nha, bàn tô bà bà thô ra xa, nâng bằng cao nâng xa mạc kì phiếp, ai cập phiếp, khăn nông, tây khăn nông, chỉ mua chúa thả đất nô âm cổ rụp đập thả, khăn nông rõ tà bào thay. Có đôi chiếc bằng cao nâng tùm thẻ thầm nông, chỉ mua bàn đa ông cập phiếp, bẹp bọn, nâng xa mạc cùm ông ca nê nì, chô ruông trong này, xâm rạch bàn chục chây, tam cổ rụp phán cả. Pram. សូមប្រាជ្ញាខិតខំបម្រើដោយស្មោះអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដល់ទៅសេវារដ្ឋបាលសេវាសាធារណៈជូនប្រជាជនប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់មូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត5ឆ្នាំនិងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យ 6. សូមប្រាជ្ញាចិត្តរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រមទាំងសម្បត្តិផលដែលរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកទោះបីក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយខ្ញុំបាទពិតជាត្រូវការការណែនាំចង្អុលបង្ហាញជាប្រចាំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបរិជានាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចកាឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចកាឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញជាអធិបតីនាថ្ងៃនេះដែលបានបង្ហាញពីការ ដល់កិត្តិយសនិងភាពកក់ក្តៅដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពមហាប្រសើរជូនសម្ដេចក្លាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លារញ្ញាឆ្លាតវៃដើម្បីដឹកនាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ឲ្យទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀនធាតឡើយនិងសូមឲ្យជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាសូមគោរពសូមអរគុណ